chúng con kính chào thầy. Trước khi thầy trả lại những cái lời trình của mấy con sự tu tập, cái tu tập được hay không được, thầy đã ghi trả lời ở trong này cho mấy con. Nhưng trước khi mà để trả cái này cho mấy con thì thầy xin nhắc lại mấy con, cái mà mấy con không hiểu mà mấy con tu như vậy á, thì hầu hết là thầy đọc trong những cái điều mấy con trình qua cái sự tu tập của mấy con, mấy con không có hiểu, không có nắm chính xác. Bởi vì cái tu tập, cái pháp nào nó phải ra pháp nấy, ví dụ nhiếp tâm phải nhiếp tâm cho trọn vẹn, mà trong cái giai đoạn này nhiếp tâm để hàng phục cái vọng niệm của mình, để hàng phục cho được, nhiếp cho được cái vọng niệm, thì cái hôn trầm thùy miên nó chưa phải lúc mà chúng ta diệt nó, chứ không phải đồng thời mà cả vọng tưởng rồi cả thùy hôn trầm thùy miên rồi an trú một lượt, nó không có được đâu. Tu cái gì ra cái nấy, nhiếp cho được cái phần nào thì phải nhiếp cho đạt cho được cái chất lượng của cái phần đó. Ví dụ gì nó nhiếp tâm thì mình dùng cái pháp như lý tác ý, mình cách thức mình dẫn tâm như thế nào với cái pháp như lý tác ý để mình đạt được cái chất lượng là không vọng, không có niệm nào nhái vô. Mặc dù mấy con tỉnh chứ mấy con đâu có mê đâu, thì nó nhái vô mấy con thấy. Còn nó mê á, là nó dẫn mấy con đi, cái niệm nó khởi ra nó dẫn mấy con đi, một lúc mấy con mới hay, nó là tại con mấy con mê. Còn bây giờ mấy con đang tập tu tập thì mấy con phải tỉnh rồi, nhưng mà vẫn để nó nhá thì không có được. Hay nó nhá rồi thì mấy con tu hoài nó cũng vậy, nó cũng nhá hoài. Vì cái ý thức của chúng ta nó không có hoạt động nữa, hoàn toàn là khi chúng ta nhiếp phục nó, hoàn toàn nó bất động, rồi nó sẽ thành quen. Cho nên từ cái căn bản nhất, cái thời gian mà ngắn nhất mà thầy cho mấy con tu tập, ví dụ như một phút, ví dụ một phút, mà mấy con tu tập một phút, nhiếp tâm một phút, hoàn toàn không niệm nào hết, đừng có vội tăng lên, thấy được được cái mấy con tăng lên 2 phút, 5 phút rồi có niệm, thì phí công của mấy con tu tập cũng. Mình ít ra một phút mình tập một tuần lễ, một phút lúc nào cũng đạt được, không nhiếp tâm thôi mà nhiếp tâm đạt được. Mà khi mà nhiếp tâm cho được, cho đến khi mà nhiếp hoàn toàn dùng cái pháp như lý tác ý dẫn nó vào, để nhiếp cho được 30 phút, nó có cái pháp dẫn nó như lý, mình dẫn nó từng chút để cho nó đi vào. Cho nên khi mà cái ý của chúng ta mắc cái pháp như lý tác ý, nó không có khởi niệm gì được hết, vì mình tác ý mình dẫn mà, chứ đâu phải mình thuộc lòng. Cũng như các con thấy các nhà tu sĩ đại thừa, họ tụng Bát Nhã Tâm Kinh, họ tụng, họ miệng họ đọc mà ý họ nghĩ tầm bậy tầm bạ, nó tại vì nó thuộc lào quá rồi, nó quen rồi. Miệng thì tụng kinh mà tâm ý thì nghĩ đâu đâu á, thì như vậy là đã quen rồi. Cho nên cái pháp như lý thật ý của các con á, thường thay đổi, thay đổi câu này rồi thay đổi câu khác, thay đổi câu khác, cho nên vì vậy mà nó không thành quen, nó không thành quen. Cho nên mình dẫn nó vào cái tâm của mình. Mà dẫn á, thì nó trong cái giai đoạn nhờ dẫn tâm để mà nhiếp á, thì cái pháp như lý các ý nó kìm sát với nhau, nó dẫn cho được. Mà khi dẫn được rồi á, thì nó mới tập an trú. Tập an trú có nghĩa là bỏ lơ dần cái câu tác ý, cho đến khi tác ý một lần mà an trú 30 phút. Này, lúc bây giờ mình đâu có phải mà phá hồn trầm thì miên đâu, mà lật đật mà đi kinh hành tập chia ra mất thì giờ mình rất nhiều, mà nó không thuần. Cho nên cái giai đoạn nó có ba cái giai đoạn mình tu tập. Cái giai đoạn thứ nhất là nhiếp tâm, cái giai đoạn thứ hai là an trú tâm, cái giai đoạn thứ ba đó là phá hôn trầm thùy miên. Phá nghĩa là không còn có cái hôn trầm thùy miên, cũng như là mình nhiếp tâm không có niệm vọng tưởng, cách thức như vậy. Thì khi mà nó đã được 30 phút rồi á, thì nó đã thuần thục tới 30 phút mà nhiếp tâm và an trú không có niệm rồi, thì người ta mới cho mình vào tứ niệm xứ. Chứ không đạt được như vậy thì người ta không có cho mình vào tứ niệm xứ. Mà an trú được thì nó phải phá cho thật sạch cái hôn trầm thùy miên. Chứ nếu mà còn hôn trầm thùy miên thì không thể nào an trú được. Ở đây có một người hỏi thầy, có một vị hỏi thầy, thì trong cái kinh Tăng Chi Minh Phước, con hỏi thầy về cái kinh Tăng Chi, nó có cái tướng định
tướng tinh cần và tướng xã. Ở trong kinh Tăng Chi nó dạy ba tướng, thỉnh thoảng thì tác ý tướng này, thỉnh thoảng tác ý tướng kia. À, chúng ta phải hiểu cái tướng định là cái tướng như thế nào, mà cái tướng tinh cần là tướng như thế nào, và tướng xã là tướng như thế nào. À, mình hiểu mình mới biết thỉnh thoảng. Ở trong kinh nó dạy thỉnh thoảng thì tác ý tướng này, thỉnh thoảng tác ý tướng kia. Thì như vậy là thầy để giải thích cho hiểu biết đó, để chúng ta nắm cho vững cái ý của kinh Tăng Chi Đức Phật đã dạy. Khi tu tập, khi tu tập dùng cái pháp tác ý thì phải tác ý trong tướng định như thế nào. Tướng định á, tác ý của tướng định á, thì tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Đó là tướng định của tăng, tướng định của tăng. Cho nên trong kinh Tăng Chi mà nói về tác ý tướng định á, mà nếu mà chúng ta không nhận ra được cái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự thì chúng ta không biết định là như thế nào. Cứ nghĩ rằng nó hết vọng tưởng là định thì không phải. Ở trong cái trạng thái bất động của nó, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, thì đó là cái tướng định của nó, tướng định của tâm. Mà tác ý tướng tinh cần, bởi vì nghe chữ mà tinh cần á, là sự siêng năng, siêng năng. Mà trong cái sự siêng năng á, thì nó có cái phương pháp để ngăn ác diệt ác, tức là chánh tinh tấn. Tinh tấn là siêng năng, tinh cần. Vậy thì cho nên cái tác ý, cái tướng đó là tâm luôn luôn phải ngăn ác diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Mình phải hiểu được cái nghĩa của nó. Đức Phật muốn nói tinh cần thì mình biết nó nằm ở trong cái pháp nào rồi, cái tướng của nó. Cho nên thường xuyên mình nhắc cái tâm của mình, tâm phải luôn luôn ngăn ác diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Đó là tướng tinh cần. Nó thuộc về chánh tinh tấn mà. Trong cái bát chánh đạo nó thuộc về chánh tinh tấn. Cho nên mình luôn luôn, lúc thì mình nhắc để không nó lười biếng. Nếu mà nó không tinh cần thì nó sẽ lười biếng. Mà nó tinh cần là tinh cần cái gì? Tinh cần ngăn ác diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Còn tướng xã, tướng xã là tướng gì? À, chúng ta thấy rất rõ. Bây giờ tác ý, tác ý là tác ý câu của tướng xã, tâm ly dục ly ác pháp, tướng xã. Các bạn thấy nghe tướng xã thì biết ly dục ly ác pháp là tướng xã chứ gì. Thì mình tác ý câu đó là mình xã. Cho nên thỉnh thoảng tác ý câu này, thỉnh thoảng tác ý câu kia. Bởi vì lúc bây giờ cái tâm của mình nó không định, nó cứ nó lăn sang hoài. Nó ở trong các cái pháp nó ngăn ngừa, nó ngăn diệt, hoặc là nó không có yên lặng được, thì mình tác ý tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, để nó trở về sự bất động thanh thản của nó. Nhưng thỉnh thoảng mình lại tác ý cái tướng để mà nó xả tâm, xả nó ngăn và diệt ác pháp, thì mình tác ý. Rồi thỉnh thoảng mình tác ý tâm ly dục ly ác pháp. Luôn luôn lúc nào nó cũng có ba cái tướng này, ba cái tướng này trong tâm của chúng ta. Cho nên cái câu tác ý đó để giúp cho tâm chúng ta được bất động, được bất thần, được giải thoát. Cho nên lúc bây giờ lậu hoặc nó sẽ bị triệt tiêu, nó sẽ không còn nữa. Đó là câu hỏi của Minh Phước. Minh Phước hỏi thầy, thầy trả lời về câu kinh. Còn cái vấn đề mà tu tập thì mấy con lưu ý, tu cái giai đoạn nào phải rốt ráo tu cái giai đoạn đó cho đạt được, chứ đừng có tu quá nhiều. Mà tu quá nhiều thì quá mệt nhọc, mà quá mệt nhọc thì rốt cuộc rồi cái nào cũng không ra cái nào hết. Còn giác thức hỏi thầy, nhiếp tâm khác về cái tâm nhiếp tâm và an trú nó có khác nhau không? Thầy trả lời, nhiếp tâm khác mà an trú khác, hai cái nó khác nhau, nó không có giống nhau. Cho nên như khi mà chúng ta nhiếp tâm nó không thấy có vọng tưởng thì chúng ta thấy nó cũng an. Sự thật ra nó an là nó không vọng tưởng, chứ không phải là, bởi vì khi đó mình đang dùng cái phương pháp như lý tác ý, rồi mình đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nữa rồi. Do đó là mình đang nhiếp thì không thể nào là an trú được. Mặc dù cái tâm mình nó không niệm không gì hết, nó an ổn đó, nhưng mà sự thật ra mình đang còn cái pháp như lý tác ý. Còn cái an trú cứ thưa dần, chỉ có tác ý một lần đầu, và sau đó thì tâm mình giữ hơi thở chỉ biết ra vô nhẹ nhàng trong hơi thở mà không cần tác ý nữa, thì đó gọi là an trú. Còn tác ý thì chưa phải được an trú, bởi vì mình còn động mà. Mình còn tác ý tức là cái ý thức mình còn tác ý ra cái câu, cho nên nó động, nó chưa hoàn toàn nó an trú ở trong cái tâm của nó. Nhiếp tâm khác, an trú khác. Nhiếp tâm dùng pháp như lý tác ý, liên tục tác ý để tâm không có niệm xẹt vào. An trú tâm là chỉ tác ý một lần rồi để tâm an trú mà không cần tác ý nữa. Về pháp tác ý, nhiếp tâm khác với pháp tác ý an trú tâm. Hai cái pháp nó khác nhau. Thí dụ như
mình tác ý nhiếp tâm trong hơi thở, thì mình tác ý hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Đó là cái câu tác ý của pháp nhiếp tâm. Còn cái câu tác ý mà của an trú tâm thì an tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra, hoặc là an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, cũng hơi thở. Mà là an trú thì phải tác ý an tịnh, còn nhiếp tâm thì tác ý hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Đó là hai câu tác ý, nó cũng khác nhau, nó không giống nhau. Còn về hôn trầm thùy miên vô ký thì phải dùng pháp thân hành niệm, nhưng mà ở đây mấy con chưa có đủ cái sức giai đoạn để mà phá hôn trầm thùy miên, là vì nhiếp tâm chưa trọn. Khi mấy con nhiếp tâm mà trọn vẹn rồi và an trú được rồi thì tự nó cũng hết hôn trầm thùy miên, chứ khỏi cần phải dùng pháp thân hành niệm. Bởi vì nhiếp được rồi thì nó rất tỉnh, mà nhiếp chưa được thì nó lúc mà còn niệm xẹt ra vô thì nó còn có hôn trầm thùy miên. Cho nên cái kết quả của cái giai đoạn đầu mình tu tập được thì những cái sau nó dễ dàng, mà kết quả nó chưa được cho nên mấy con bị hôn trầm thùy miên đánh là tại vì mấy con nhiếp chưa được, rồi an trú chưa được mà lại muốn tu nhiều, cho nên vì vậy mà nó đánh gục tới gục lui, rồi nó sao tôi bị càng tu nhiều lại bị hôn trầm thùy miên nhiều. Chưa có kết quả của cái sự nhiếp tâm, cho nên mình từ từ mình nhiếp chặt chĩa để cho nó thuần thục. Ví dụ như tu 10 phút là phải thuần thục 10 phút, mà thấy mình chưa thuần thục là phải tập, nghĩa là hoàn toàn nó chưa thuần phục, là nó chưa có thuần thục thì mình thấy cái tâm mình nó còn muốn khởi niệm, nó còn muốn khởi niệm, bởi vì mình tỉnh lắm cho nên mình thấy nó xẹt một cái hay hoặc đó là nó đã quá chậm rồi, nó xẹt vô đó. Còn cái mà mình thấy nó muốn nói đó, nó tỉnh đến cái mức độ mà nó chưa có xẹt gì hết mà mình biết nó sắp sửa đó, biết liền. Như vậy cũng chưa được nữa, nó phải nằm im liềm, nó không có một cái niệm gì được hết. Cho nên cái pháp như lý tác ý nó dẫn nó làm cho cái ý thức nó bận công việc, cho nên nó không còn khởi cái niệm khác được. Thế cho nên gọi là pháp như lý tác ý. Thế mà mấy con cứ tác ý chưa có nhiếp tâm được mà bỏ pháp tác ý để cho nó an trú. Thí dụ như bây giờ các con thấy rõ ràng này, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra thấy năm hơi thở nó dễ hơn. Còn giờ hít thở nghe nó mất công quá. Nhưng mà sự thật ra cái phương pháp đó là phải dùng như vậy để dẫn tâm vào đạo, để nhiếp tâm cho được. Mà nhiếp được như vậy là vì cái ý thức của chúng ta mắc bận tác ý, cho nên nó không khởi niệm được. Sau một thời gian tập cho thuần thuộc rồi thì cái niệm nó không khởi, nó lại quen, nó không khởi. Các con biết chưa, nó không quen, nó không khởi, chứ không ai giỏi hết à. Bởi vì từ xưa đến giờ mình, con người mình sinh ra bao giờ cái tâm của mình nó cũng lăng xăng, cho nên nó gọi là tâm viên ý mã. Mà bây giờ chỉ muốn cho nó đừng có lăng xăng khởi niệm nữa thì mình không thể nào mà mình ngồi bất động được, cho nên mình phải dùng cái pháp như lý tác ý. Mà như lý tác ý nó làm cho cái ý thức của mấy con nó bận cái công việc tác ý, cho nên nó không còn khởi cái niệm khác được. Và vì vậy mà do đó nó không còn khởi cái niệm khác được, tức là mình chủ động được ý thức của mình, làm cho nó không có tự động khởi niệm. Và khi một thời gian tu tập thuần rồi đó, mình mới chuyển qua, mình thấy mình nhiếp phục được bằng pháp như lý tác ý, cho nên mình mới chuyển nó qua sự an trú. Thì chuyển qua sự an trú thì mình thưa dần cái câu tác ý ra, bỏ dần ra, thì chứ không phải bỏ một loạt cái được đâu, liền đó, không phải. Bỏ dần câu tác ý ra, từng đó nó mới, mình không tác ý mà nó vẫn không niệm thì gọi là an trú. Thầy không nói một cái trạng thái gì mà nó an ổn hết, mà thầy chỉ nói cách thức làm của mình thôi, cách thức tu của mình thôi, phải không? Cho nên vì vậy mình thưa dần cái câu tác ý ra. Hồi đó đó, ví dụ thầy nói hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, hít thở năm hơi thở, rồi thầy tác ý một câu dài nữa, rồi năm hơi thở tác ý một câu dài nữa, thì dẫn đến 30 phút mà không có niệm gì hết. Nhưng mà nó nhờ cái câu tác ý. Bây giờ đó thầy mới khi mà tu tập an trú á, thì thầy lại thưa ra, bắt đầu thầy nhắc an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, rồi bắt đầu thầy hít vô thở ra, thầy hít vô thở ra, bắt đầu đi thầy còn đếm 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó thì thầy không đếm nữa, đếm nó còn tác ý đếm mà, các con hiểu chưa? Thầy không đếm nữa, hít vô thở ra, hít vô thở ra, hít vô thở ra, rồi thầy tác ý an tịnh lần nữa, cho cuối cùng
Đến khi mà thầy tập từ từ, thầy thưa dần cho đến khi mà thầy không cần đắc ý, mà không đếm hơi thở nào nữa hết, mà hoàn toàn tâm của thầy nó không khởi niệm, tức là nó đã quen đi, nó đã quen đi, nó không có niệm nữa. Chứ không phải là mình đã còn ức chế nó, cho nên mình thả dần đến mức độ mà từ cái tâm của mình, cái ý của mình nó quen mà nó không khởi niệm. Mà nó không khởi niệm hoàn toàn thì mình đã an trú trong 30 phút, kết quả của mình. Từ mà kết quả đó thì chúng ta mới đi vào tứ niệm xứ, chúng ta mới thực hiện 6 tiếng đồng hồ ở trên tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Mấy con thấy phải tập như vậy. Còn giờ mấy con tập lung tung, thầy tập cái này, thầy thấy con tập cái kiểu này chắc chắn là không biết chừng nào á, chắc là thầy chết hai kiếp rồi thầy lên đó thì mấy con chưa, nghĩa là lên kiếp này thầy tịch rồi, thầy trở lại một kiếp nữa. Mày cả này con có quả thầy không tâm con khi thầy coi cực đúng không cho con thế rồi thầy sẽ xét và thầy chỉ cho con. Cho nên vì vậy đó mấy con sửa lại tập cho căn bản, thật căn bản, thật căn bản, rồi lần lượt bước dần lên. Cái khi mà nhiếp tâm, thí dụ mấy con nhiếp tâm dùng cái pháp như lý tác ý được rồi, mấy con viết cái giấy mấy con gửi về thầy, thì thầy cho mấy con tăng lên, chứ mấy con đừng có tự tăng. Mấy con còn tâm tham quá, thấy được cái tăng lên, đừng có tự tăng. Bây giờ con nhiếp một phút, mà con dùng cái pháp dẫn tâm, con nhiếp một phút này rồi, rồi con nhiếp tới phút khác suốt 30 phút như vậy, con nhiếp được rồi, xin thầy lượng xét coi như thế nào thì cho con tăng lên. Mấy con đừng có tự tăng, bởi vì tự tăng á, mấy con chưa có đủ biết cái sức của mình nó thấm nhuần hay là được nhuần nhuyễn chưa. Mà mấy con tăng lên á, rồi mấy con sẽ hỏng chân đi, rồi tăng lên thấy có niệm nhóa là mấy đó con tưởng tự phá mình rồi. Để cho thầy cho mấy con tăng, và đồng thời khi mà thầy cho mấy con tăng á, là thầy có trợ giúp mấy con cái lực để cố gắng. Bởi vì thầy nói trợ giúp chứ sự thật là thầy không có trợ giúp, nhưng mà thầy bây giờ con tu một phút, thầy cho lên hai phút, đã thầy cho lên hai phút thì mấy con khi mà thấy thầy cho thì mình phải cố gắng hơn để cho mình nhiếp cho được hai phút. Còn mấy con tự thì mấy con nó lơ lỏng. Các con hiểu cái về tâm lý con người chưa? Một cái ông thầy cho là mình phải ráng cố gắng mình làm cho được. Còn bây giờ mấy con tự tăng lên thì mấy con giới mình tăng lên cho mình mà, cho nên mấy con lỏng lẻo lắm, coi chừng bị á. Còn thầy cho tăng lên rồi thầy còn sắp tấn nữa, phải tăng lên là phải ráng làm cho được, mà nếu làm được là thầy cho lui trở lại mà chết á. Thì mấy con phải cố gắng hơn, nhờ cái nhiệt tâm cố gắng đó mà mấy con đạt được hai phút. Các con hiểu chưa? Còn tự lên á thì có bữa được bữa không, bữa có nhá vô nhá ra, thôi cái này nó hư hết rồi, bột đường nó hư hết rồi, không có còn gói bánh được nữa. Cái kiểu đó là nó hư ở trong đó hết. Cho nên thầy thấy tu mà thật sự ra, nếu mà không có thầy, thầy nói thật sự không biết chừng nào mấy con mà làm chủ được sinh già bệnh chết này hết. Bởi vì tu cái kiểu như thế này thì không có được, cho nên sửa lại, chuẩn bị lại đàng hoàng. Thầy tin rằng một năm mà thầy theo dõi thì hướng dẫn mấy con cái căn bản nhất để cho mấy con đạt được đến mà tứ niệm xứ rồi thì thầy yên tâm. Tức là mấy con được vào tứ niệm xứ rồi thì cái căn bản của cái sự tu tập mấy con đã vượt qua được. Còn chưa vào tứ niệm xứ thầy rất lo, mấy con cứ cái kiến giải của mấy con cứ nghĩ vậy nghĩ khác, rồi tìm cách để mình làm theo cái ý của mình, do đó nó trật hết mấy con, trật hết rồi nó kéo dài cái thời gian tu của mấy con lâu nữa, lâu lắm. Chứ nó không có, cho nên nó không có ngắn được. Cho nên thầy ghi ở trong này thì mấy con đọc kỹ ở trong này những cái thời gian mấy con ghi sự tu tập của mấy con, thầy đọc thầy xét lại, mà thầy ghi từng chút để cho mấy con biết cách để tu tập cho đúng. Mà hôm nay thầy vào đây thầy gặp mấy con, thầy cũng nhắc nhở sách tấn khích lệ mấy con tu tập kỹ, rồi ghi chép lại cho nó hẳn hòi để thầy theo dõi mấy con từng chút ở trong cái bước đầu tu tập này. Cái bước đầu tu tập này quan trọng nhất là cái bước đầu tu tập đó. Còn cái về phần mà Kim Quang con tu về cái pháp mà tứ niệm xứ ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, thì trong cái vấn đề hôn trầm thì miên ở trong cái giai đoạn này nó không có quan trọng đối với con lúc, không có quan trọng, nó thuộc về tâm si,
mà tâm si nó có tướng trạng của nó là cái tướng trạng lười biếng. Thấy nó không cầm thiền miên là nó muốn đi nằm đi ngủ, nó muốn đi kiếm cái chỗ hốc nào nó ngồi đó nó ngủ, hoặc nó nằm co nó ngủ. Nó là cái tướng lười biếng của nó chứ không có cái gì hết. Cho nên ở đây đừng có sợ nó, mà trong khi nhiếp tâm, con nhiếp tâm mà trên cái pháp mà tứ chánh cần thì con nhắc tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự. Con cho cái thời gian ngắn nhất ở trên cái trạng thái đó, mặc dù là con dễ dàng hơn những người khác, là vì nó không có cái đối tượng để nhiếp tâm, cái đối tượng cụ thể để nhiếp tâm. Còn cái đối tượng mà nhiếp tâm của con nó vô hình, bởi vì nó cái trạng thái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, nhưng không bắt buộc con phải cố gắng để giữ gìn cái đó, giữ gìn cái tâm đó. À bây giờ đó, cái khả năng của mình, cái khả năng của mình ở trên cái chỗ mà tu tứ chánh cần này, tứ chánh cần này nó sẽ là được bao nhiêu. Mình tu một cái thời gian, thí dụ như bây giờ ngồi lại, bởi vì nó không có cái pháp nhiếp tâm, cho nên nó dễ bị hôn trầm thì miên, dễ bị hôn trầm thì miên. Cho nên mình tác ý tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự, ngồi để chờ từng niệm nó mà ra để xả thôi, chứ mình không có cần mà phải cho nó hết vọng tưởng. Đó là cách thức nhiếp. Bây giờ xả nó trong 30 phút mà thấy nó có hôn trầm thì miên nó đến, thì mình lui lại 30 phút, mình lui lại 20 phút. À, 20 phút nó không cần thì miên nữa, lui lại 10 phút rồi xả mình đi vòng vòng cho nó tỉnh rồi vô tu tập lại. Mà trong cái giờ này mà bị không cần thì miên á, thì cứ ôm pháp, cứ ôm cái pháp xả tâm bằng cách đi để cho nó đừng có bị ngồi nó lặng. Phải sử dụng cái đó mà con phải đạt cho được trong khoảng thời gian 30 phút trên pháp tứ chánh cần, 30 phút vậy đó. Ví dụ như bây giờ con ngồi mà quyết tâm tu 30 phút mà nó hoàn toàn nó tỉnh, nó hoàn toàn tu tứ chánh cần là ngồi chờ vọng tưởng đến mà diệt. Còn cái kia người ta nhiếp để người ta diệt vọng tưởng, còn con thì chờ vọng tưởng đến. Nó càng đến nhiều thì càng mừng. Để mà mình tu chứ không có gì. À, mình tu cho đến khi mà nó không còn nữa, tự nó mình cứ tác ý mình xả hoài, nó đến rồi mình quán tác ý xả. Cho đến khi hoàn toàn cái tâm mình nó tự nó mình xả riết vậy, nó trong lốc nó không còn cái gì nữa, nó như cái ống trúc vậy, nó không còn cái gì trong cái bọng của nó nữa hết. Thì lúc bây giờ tự nó yên lặng, nó yên lặng đó là nó chuyển qua tứ niệm xứ rồi. Từ tứ chánh cần nó chuyển qua tứ niệm xứ. Cho nên các con thấy cái lớp tứ chánh cần là chánh tinh tấn rồi tới chánh niệm, nó liền hai cái pháp này nó liền nhau. Cho nên cái người tu tứ chánh cần là người ta chờ niệm đến người ta diệt, người ta ngăn người ta diệt. Còn các con tu mà về cái hơi thở là nhiếp tâm và an trú tâm, dùng cái nội lực của mình. Còn tim quang nó không có cái nội lực, mà nó chỉ có ngồi chờ giặc đến đánh thôi. Nó chờ giặc nó đến, tức là giặc vọng tưởng đến là nó quét ra, nó đánh ra, kêu là nó đóng quân đó, nó chờ giặc đến chứ nó không có tới nó đánh. Còn các con đi tìm, kêu là đón trước đón sau, làm thành lý cũng như là xây trường thành, giảng lý trường thành, ngăn giặc không cho vô. Nó là cái cách thức nhiếp tâm, là các con đánh theo kiểu mà xây dựng giảng lý trường thành. Nó cho giặc rợ hồ mà phía bắc nó không có xâm chiếm vô, nó tức là giặc vọng tưởng nó không vô. Các con hiểu không? Còn tu về cái pháp tứ chánh cần á, thì chờ giặc đến mà đánh thôi, mà mong cho nó đến, đánh cho nó sạch, nó đánh tơi tả nó thôi, chứ không có đầu hàng nó. Cho nên vì vậy mà nhắc tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, nghĩa là bây giờ trong cái giai đoạn nó yên lặng như vậy, nhưng mà chờ tao biết mày có giặc, bụng tham sân si còn là mày còn, cho nên tao ngồi để chờ mày ló mặt ra là tao nổ. Nó như vậy thì mấy con thấy cái người mà tu tiến chứng cần lịch nó không có sợ vọng tưởng. Còn mấy con là sợ vọng tưởng, nó nhá lên là không được. Nó khác, hai cái pháp nó khác nhau chứ nó không giống nhau. Cho nên ngồi chờ, mà ngồi chờ thì cái giặc không trầm thì miên nó lại đánh vô, nó lại đánh cái góc độ khác. Bởi vì giặc nó không có, ở ngoài nó không đánh vô, thì ở bên trong này lính nó lừa biếng, nó ngủ. Có vậy không?
mấy thằng lính này nó ngủ, cho nên nó hiện ra cái tướng hôn trầm. Vậy thì muốn mà cái mình gác thành cho kính, cho giữ cho nó tỉnh á, để cho giặc vô nó biết, chứ không nó ngủ rồi thì tức là giặc có vô nó cũng không hay. Cho nên do đó, cho nên vì vậy mà cái thằng lính nó phải đi tới đi lui, nó gác cái cổng thành nó phải đi tới đi lui hoài. Con hiểu không? Con hiểu. Vì vậy cho nên nó đi tới lui thì nó không có ngủ, mà nó không ngủ thì giặc nó vô nó mới đánh được, nó mới biết, nó phát giác ra, nó mới đánh. Nó như vậy rõ ràng là mình biết khi mà mình ngồi lại mà nó tỉnh, nó không quỷ, không trầm thì miên, thì mình ở đó thì mình nhìn cái vọng tưởng của mình để coi nó đến để cho mình diệt thôi. Còn biết rằng nó có không trầm thì miên, nghĩa là thầy nói buổi sáng này mà nó có không trầm thì miên, thì buổi sáng này tao cứ dắt súng đi vòng vòng đi hoài, mà thấy có giặc hay bị đi mình tỉnh mình không ngủ thì có giặc thì mình giết nó. Có phải không? Con thấy có tiện không? Đâu có, mình đâu có cần mà phải giết không trầm thì miên là chi. Mình chỉ lo diệt giặc, nhưng mà gì mình phải tập cho mình tỉnh, chứ không khéo nó ngủ thì cái thành mà nó ngủ rồi lỡ giặc vô thì sao? Có phải nguy hiểm cho ở trong cả thành này không? Cho nên cái mục đích để cho đạt được là cái tâm bất động, là cái thành phải bình an, trong thành phải bình an, thì cái người lính mà gác thành á, mình như người lính mà gác thành rồi, cho nên phải làm sao cho tỉnh táo đàng hoài, để cho cái sự mà bất động thanh tạng là như sự trong cái tâm của mình hoàn toàn nó phải đạt được. Đó, thì do đó thì con chỉ cần con cái là không có sợ không trầm thì miên gì hết, không có lo nhiếp phục tụi nó đâu, nhưng mà có cái là đi kinh hành, khỏi thầy nó khỏi cần phải đi pháp thân hành niệm gì hết. Cái pháp thân hành niệm á, để dành sau khi mà trên tứ niệm xứ tu xong rồi thì mới tập cái luyện cái pháp thân hành niệm để luyện cái nội lực thôi. Còn bây giờ thì con khỏi, còn quý thầy này thì không được, nhất tâm an trú thì sau này phải đi kinh hành để mà phá hôn trầm thì miên nữa, chứ còn nhiếp tâm được rồi còn phải phá hôn trầm thì miên. Còn cái pháp mà tứ chứng cần con thì khỏi cần phá hôn trầm thì miên, chỉ có mình đi cho nó tỉnh để cho thấy giặc được mà ngăn nó diệt nó thôi, chứ còn không có gì hết. Bây giờ cái thời gian mình gắt thành mà mình lại không tỉnh thì đâu được. Cái nhiệm vụ của người lính nó phải tỉnh táo đàng hoàng, chứ không được ngồi đó mà ôm súng mà ngủ thì không được. Cho nên nó không diệt hôn trầm thì miên, mà nó lại diệt hôn trầm thì miên. Cho nên nó phải tỉnh, nó đi tới đi lui vậy. Nhưng mà nó đi vậy chứ nó nhìn, nó xem những cái vọng tưởng ở trên cái đầu của nó, coi nó hiện ra hay không hiện ra. Mà hiện ra là nó diệt hết, nó dùng cái tri kiến, cái ý, cái tri kiến giải thoát của nó quán, nó tư duy, nó tả tất cả những cái niệm đó hết, nó ngăn, nó diệt hết tất cả các niệm. Cho nên cuối cùng, nghĩa là siêng năng, sau một năm tu tập tứ chứng cần siêng năng thì ngay đó con đã vào tứ niệm xứ, khỏe quá, đâu có gì đâu cực. Thầy thấy tu nhanh chóng, tu dễ dàng, tu rất sướng, không có gì hết. Như người lính mà cho cái lũ cốt ngồi đó gác cửa thôi, không có gì hết. Nghĩa là cái người mà tu tứ chứng cần là cái người gác cổng thành thôi, chứ không có gì hết. Làm sao mà những cái người mà lạ đó không có cho vô trong thành, mà không có vô. Cho nên những cái người mà quen biết ở trong thành mà đi ra đi vô thì cho, tức là sanh thiện tăng trưởng thiện mà. Còn những cái người lạ, cái người mà nghi ngờ là giặc ta là nhất định là không cho, tức là ác pháp là ngăn diệt hết, không có cho vô, để bảo vệ cái thành của mình, mà cái thành của nó là bất động thanh tạng an lạc vô sự. Nó là cái thành rõ ràng, cái thành bất động. Nói thầy hôm nay thầy giải thích như vậy thì các con biết là người nào đã tu tứ chánh cần thì mấy con sẽ tu như vậy đó. Thì coi như là mình đặt mình trong cái vị trí là một cái người lính gác cổng thành, là người tu tứ chánh cần. Còn mấy con nhiếp tâm và an trú thì nó lại khác, nó không phải là cái người lính gác cổng thành đâu, mà cái thằng lính xâm cận, xâm cận đánh người ta. Nghĩa là cái ý thức của chúng ta nó hay lăng xăng, bây giờ mày không có được lăng xăng nữa, tao đánh mày. Cho nên mình có phương pháp hẳn hoài đàng hoàng, pháp như lý tác ý, cộng thêm những cái hơi thở, cái thân hành nội của nó, hoặc là cái thân hành hoài, nhất định là sử dụng chiến thuật, chiến lược, vũ khí đầy đủ, chiến đấu hoàn toàn cho cái ý thức không có bao giờ khởi niệm, khởi vọng tưởng nữa. Đó là khác. Đây là mình xong trận đánh, còn kia người ta gác thành thôi, ta bảo vệ thành, ta bình an thôi. Còn mình xong trận đánh, để rồi dẹp hết giặc, thành mình cũng được bình an, cũng thanh thản, lạc vô sự. Mấy con thấy cũng trở về tứ niệm xứ. Có phải không?
mình đánh cho giặt chạy tuốt hết, không còn thằng nào mặt nó nào hết ở đây hết. Là do đó thì cái thành của mình cũng bình an. Các con thấy hai cái pháp nó đi vậy. Nhưng mà cái người mà tu tứ chánh cần thì họ không đánh giặt, mà họ ngồi giữ thần, họ khác. Nhưng mà họ giữ thành của họ là họ biết, họ đầy đủ, họ đầy đủ những cái tri kiến của họ. Khi mà có bóng dáng những cái người nào mà lạ mặt mà vô thành là họ biết liền, chứ không khéo nó cải trang nó vô, nó khen vô trong đó mà không biết thì cái thành này nó cũng vậy, tan nát hết, không được. Thì cho nên vì vậy mà cái người mà thường thường mấy con mà làm bài mà thầy thấy á, mà những cái bài mấy con áp dụng vào cái đời sống đạo đức mấy con xả tâm là cái người tu tứ chánh cần rất dễ dàng. Còn mấy con mà cái bài dở mấy con viết mà nó không đi vào cái thực hành nhiều á, không có đi ra những cái chi tiết của những cái giới luật đức hạnh để mà thực hiện cái tri kiến hiểu biết đó đó, để áp dụng vào cái đời sống hàng ngày của mấy con á, thì mấy con tu tứ chánh cần không được. Tại vì cái tri kiến mình nó thiếu, nó không đủ, nó không đủ để áp dụng vào cái bảo vệ cái thành tứ niệm xứ nó được. Đó thì hôm nay thì mấy con thấy tất cả những cái điều mà mấy con thưa hỏi thầy vừa rồi thì thầy xin trả lại cái phần này, và còn cái phần này thì thầy sẽ trả lời mấy con. Bây giờ về cái phần mà sư giác thức, con đến đây con trình thầy con. Rồi con tu tập như thế nào, có đạt được không? Bạch thầy, qua thời gian ngày con thỉnh pháp lên thầy, thì hôm nay con thấy được thầy kinh nghiệm của con về vấn đề tu tập. Thì qua thời gian tu tập của con thấy trong thời gian A Lục Phủ mà những cái tài khoá thì tu tập rất tốt, vẫn có cái tài khoá bất phá từ 9 giờ hay từ 7 giờ đến 9 giờ thường thường hay cái gì thì cái hôn trầm giống như cái đầm mây nó phủ trên đầu, tự nhiên nó mất cái cảm giác, mất cái tính thức của mình, nó quên cái buổi con thấy đó. Con thầy đó con áp dụng theo cái để cái đồng hồ bỏ ra trước mặt mà theo cái kim dây và cái hơi thở của con thì trong 5 giây là một hơi, thành thử con theo đó mà tạ thị từ khi 10 giờ là tạ thị hai câu đó đến 12 giờ thì khi tạ thị 12 giờ thì con là theo cái hơi thở vô và hơi thở ra từ 1 phần 1 đến 2 và đến 10 giờ thì con tạ thị lại như vậy. Thưa thầy, con làm như vậy con được không? Được. Cái phần mà cần rút tỉa qua cái bản thân kinh nghiệm của mình mà tu tập, mà mình nhiếp tâm không có một cái niệm nào thì nó được hết rồi con. Bởi vì cái phần mà nhiếp tâm nhiều khi mấy con phải tự mình rút ra cái kinh nghiệm bản thân của mình, cách thức như thế nào để mình nhiếp phục tâm mình nó không có niệm khởi ra thì đều được hết, thì được, không có gì đâu. Chỉ sợ mình rút tỉa cái kinh nghiệm của mình ra, mình ức chế quá nó hiện ra cái tướng tượng là nó rất nguy hiểm. Bây giờ tướng tượng nó có nhiều cái trạng thái tưởng, chứ nó không phải là một cái thứ mấy con. Cho nên vì vậy mà khi mà có những cái trạng thái tưởng mà nó hiện ra thì mấy con trình cho thầy cái trạng thái đó, nó cảm giác như nó làm cho cái thân của mình nó cứng ngắc, mình có thể mình lấy cái tay mình để vậy mình lấy ra không có được. Đó là những cái nó làm như là mình bị điểm huyệt vậy, nó không có cục kịch cái thân mình được. Như vừa rồi ở bên nữ có một người viết một cái trình bày cho thầy cái bức thơ tu tập, cái thức tu tập của mình, thì trong khi nhiếp nó hết vọng tưởng rồi thì nó hiện ra những cái tướng trạng, những cái tướng trạng như cái thân của mình nó cứng lên, cứng ngắc lên rồi nó không nhúc nhích được. Cho nên đến khi mà muốn xả ra thì phải tác ý đâu ra lành nó mới xả ra được, nó mới mềm ra được. Đó làm những cái trạng thái bị tưởng. Bị tưởng là do cái phần mình nhiếp tâm, mình hơi ức chế tâm quá nhiều, và mình cố gắng, tại vì mình chưa có thuần thục. Thay vì bây giờ 10 phút mà mình chưa thuần thục, mình cố gắng mình tăng lên 20 phút,
mà 20 phút lại là mình cố gắng để nhiếp phục cho nó đừng có vọng tưởng thì mình bị lọt trong tưởng rồi. Thay vì mình phải tu 10 phút thì mình tập cho nó nhường nhuyễn 10 phút, thật nhường nhuyễn thì mình tăng lên 20 phút, nó không có vận dụng cái sức của mình để ức chế tâm, cho nên nó không bị tưởng. Còn mình bị tưởng là có cái sự tập trung quá cao, cố gắng tập trung mai là cái thần kinh mình tốt, nó không nhức đầu, nó không nặng đầu, nó không có tức ngực, chứ còn không khéo nó sẽ, cái hiện tượng nó sẽ phải ra những cái bệnh. Cho nên ở đây thì con để thầy sẽ về thầy đọc cái này, con ghi kỹ không con? Dạ. Kỹ thầy dạ. Sẽ đọc, thầy sẽ ghi ra sao này cho con. Dạ. Thầy sẽ gửi lại con coi như thế nào để cho con về con tập tu cho nó đúng. Dạ. Nó đúng để cho nó nhiếp phục cho được cái tâm của mình trong cái giai đoạn đầu. Dạ. Nhiếp phục được rồi thì mình mới tới cái giai đoạn an trú. Dạ, thưa thầy, thưa con hỏi về vấn đề là khi đi mà kinh hành tình giác á, con là thả kỹ là 10 hay thả kỹ một lần, mà con đưa lên 20 thả kỹ là được không? Được, không phải sao. Không phải sao, đó là mình chuyển xảo khéo léo, không có gì đâu. Không, tập pháp. Về vấn đề mà thiện hướng con tu pháp thân hành niệm mà đi 10 bước, thở 5 hơi thở mà vẫn còn cái niệm, lúc thì có niệm, lúc thì không niệm, nhưng mà cái điều kiện tu gì không có kết quả đâu con. Phải tập lại, tập lại. Con bị tu như vậy đó, nó chưa, cái khả năng của mình nó chưa quen, cho nên nó dễ bị nhức đầu đó. Dễ bị nhức đầu, con tập trở lại, tập ít trở lại thôi. Xả nghĩ nhiều, ngồi chơi nhưng mà vẫn là tỉnh táo, mà thư giãn. Thư giãn chứ không phải ngồi chơi như người ngoài đời người ta chơi, người ta để cái tâm ý người ta nghĩ ngợi cái này kia. Mình ngồi chơi là để cho tâm mình bất động, thanh thản, thư giãn thôi. Đối với cái những cái niệm gì mà khởi trong đầu con lo lắng, nghĩ ngợi, nếu mà nó lôi con quên đi một lúc rồi con nhớ lại thì con cũng tắt ý đuổi nó, chứ không phải cần mà mình phải đuổi ngay liền bây giờ. Cái pháp thân hành niệm mà đi 10 bước hít thở 5 hơi thở này, con tập cho nó quen, chứ không phải là tập bây giờ cho nó hết vọng tưởng đâu. Cho nên con tập cho nó quen với cái pháp, để cho mình đứng lên ngồi xuống, cái mục đích đứng lên ngồi xuống mà để đi 10 bước hít thở 5 hơi thở này là mục đích rèn luyện cái nghị lực, chứ không phải cái mục đích để hàng phục và nhiếp phục cái ý thức của mình, cái vọng tưởng của mình đâu. Cho nên nó có không có sao đâu, con đừng có lo cái phần đó. Chỉ có tập 30 phút con đi đứng lên ngồi xuống này kia để nó làm cho con có cái sự bền chí của con, cái nghị lực bền chí, mà thấy nó không có nhọc nhằn, thấy nó không có ngao ngán, nó không có sợ. Cứ tập cho đến 30 phút là con nghĩ. Nhưng đó là cách thức con rèn luyện cái nghị lực, cái ý chí của con thôi, chứ không phải là để rèn luyện nhiếp tâm cho mình. Cho nên có niệm hay không niệm không quan trọng cái chỗ đó, con hiểu không? Còn về cái vấn đề mà con tập quá nhiều thì con tập ít lại. Bởi vì tập nhiều nó vận dụng nhiều cái sức của mình á, thì nó mất hao cái năng lượng của con nhiều, cho nên nó có thể nói rằng cố gắng tập trung thì nó bị đau đầu. Và cho nên vì vậy mà con tu cái này để rèn luyện cái nghị lực của mình thôi, chứ không phải là mình nhiếp tâm, cho nên đừng có tập trung nhiều. Tập trung nhiều, thay vì con tu 30 phút thì con tu chỉ 15 phút thôi, thì nó không đến đánh đổi mà con nó quá sức của con, thì nó con từ từ mình tập dần, nó quen đi với các cái pháp đó và nó rèn luyện được cái nghị lực của con. Sau này thì thầy sẽ dạy con cách thức nhiếp tâm, chứ bây giờ con mà tu theo với quý thầy này thì chắc chắn là con chết đó, nó chưa có đủ đâu để làm quen dần. Cho nên mấy con cứ nghĩ rằng thầy dạy ở đây chứ có số người mới vô mà tập luyện cái kiểu này đã cũng bắt chước theo quý thầy này tập mà nhiếp tâm cái kiểu này. Quý thầy nó trải qua một cái thời gian, nó đã tu tập lâu, thật lâu rồi. Hôm nay á là thầy cho họ đi chuyên sâu, chứ trước kia họ cũng tập đủ thứ pháp hết rồi, nghĩa là pháp thân hành niệm, rồi định niệm hơi thở, rồi thư giãn, rồi định vô lậu, cái gì họ cũng tập bao nhiêu năm nay rồi. Bây giờ nó họ mới chuyên sâu để họ đi vào cái sự thiền định, cho nên nó khác. Còn con bây giờ nó coi như là mình tập cho nó quen với các pháp, quen với các pháp thôi, chứ đừng có tập chuyên nhất nhiếp thôi. Và đồng thời khi mà quen các pháp rồi mà thầy thấy được, thầy cho học tập được mà những cái giới luật đức hạnh được, nó thông suốt được rồi, thì cho đi vào tứ chánh cần mà tu tập.
nó đỡ cái nhiếp tâm và nó an cứu, nó đỡ phí sức của mình rất nhiều. Cái người mà như hồi nãy thầy nói, người gác cổng thành nó đâu có phí sức gì đâu, cứ ngồi đây mà tỉnh thôi thì nó không có phí sức. Còn cái người mà xông trận mà đánh á, như các con mình nhiếp tâm an trú là phí sức rất nhiều, bởi vì dụng công. Còn kia người ta đâu có dụng công, người ta ngồi chờ giặc đến, giặc không đến thì ngồi chơi, mà đến thì người ta ngăn, người ta diệt, có vậy thôi. Cho nên nó khác, cho nên vì vậy mà con tập cho nó quen với những cái pháp này, để sau đó thì tùy cái đặc tướng của các con mà thầy sẽ dạy cho cách thức tu tập cho nó đi tới nơi tới chốn rồi. Nhớ tập cho nó nhuần nhuyễn, tập thư giãn nè, tập định vô lậu, là tức là con học những cái giới luật đức hạnh rồi, tức là làm bài này kia là mình triển khai cái tri kiến hiểu biết về giới luật đức hạnh, đó là định vô lậu đó. Rồi con tập hít thở, rồi tập đi 10 bước 5 hơi thở, đó là tất cả những cái đó là con phải tập cho nhuần nhuyễn. Những cái cơ bản đầu tiên mà mình tập luyện đó, là mình làm cho mình quen thuần với các pháp, làm quen với các pháp là như vậy. Cho nên ráng tập, rồi có cái gì thì ghi thầy sẽ trả lời cho. Rồi con trở về con. Con ôm pháp châu thì con ôm cái pháp thân hành niệm á, mà tập luyện, tập luyện đó con. Con cứ ôm chặt cái pháp đó mà tu tập cho nó cho nhiếp phục được cái tâm của mình thôi. Nhiếp phục. Rồi lần lượt rồi thì nó đạt được những cái kết quả cho nó thuần thục rồi thì thầy sẽ dạy thêm, dạy thêm cho con. Phải thường xuyên ôm chặt cái pháp tâm hình niệm mà tu tập, nó có duyên với pháp tâm hình niệm mà con tập được, con cứ tập với nó. Con hỏi thêm, hỏi thêm gì thưa con? Dạ, thưa được tầng nào thì vừa một buổi tập rồi là từ 2 giờ đến 5 giờ, nhưng mà trong cái giờ cuộc đời con thấy con tập giờ nào được ấy. Trước về đến cử chỉ định giờ là con đọc thôi à, cứ đến giờ con đọc thôi. Còn ngoài cái giờ đó, trong khi mấy con nhớ là nhiếp tâm và an trú, khi mà cái giờ, trong cái giờ tu tập thì mình cứ tu tập, mà ngoài giờ tu tập mấy con nghỉ ngơi là hẳn hoài hoàn toàn. Bởi vì mấy con phải cần phải lấy sức, cần phải lấy sức, chứ mấy con đừng có nghĩ mà tu như Tứ Chánh Cần đâu, phải không? Tứ Chánh Cần người ta ngồi người ta chơi, còn mấy con vận dụng cái sức lực của mình, cái năng lực của mình để mình chiến đấu, để mình vận dụng. Cho nên vì vậy mà hết giờ tu rồi nghỉ, thậm chí như mấy con đi ngủ được mà thầy cho mấy con ngủ được để lấy sức đánh nữa, chứ không phải là nói bây giờ tôi sợ tôi ngủ không quen, không phải đâu. Kinh bệnh được thường nào là ví dụ con tập được thường nào cho con 30 phút chia làm 2 lần, ví dụ 2 giờ con tập 1 lần, 3 giờ con tập 1 lần là có được được. Minh Hòa con, con dùng pháp như lý tác ý, con nghe không? Dạ. Con nghe không? Con nhớ nghe. À, con dùng pháp như lý tác ý như vậy đó là được. Con cứ về như vậy là con tu, cứ tác ý để mà tu mà xả cái tâm mình. Dạ. Con hiểu không? Cứ tác ý như vậy riết là cái tâm con nó sẽ thanh tịnh. Dạ. Dùng pháp như lý tác ý mà mình đi vào. Cho nên vì vậy mà cái sức của con bây giờ nó cũng lớn tuổi rồi và nó cũng yếu rồi. Cho nên con cứ dùng cái pháp như lý tác ý như thế này đó, thì con như cái mà con viết trình bày vậy nè. Dạ. Thì con cứ nỗ lực tu y như vậy cho thầy, đừng có tu khác. Dạ. Ừ. Khỏi thay đổi gì vậy? Khỏi thay đổi, cứ vậy đó con tu riết thì cái tâm con nó sẽ thanh tịnh. Dạ. Nó sẽ bất động được. Dạ. Không hiểu rồi, con cứ về con tu như vậy đó con. Ừ. Thưa thầy, sau con định niệm hơi thở có khi thì 3-4 ngày thì nó khó khăn quá. Rồi cái hết 3-4 ngày đó thì nó trở lên, thì con dễ dàng với con làm như cái tâm con muốn cái gì cũng được hết, nó dễ dàng lắm. Cái chừng từng lễ cái nó khó lại với con dài 3 bữa rồi cái nó cho lên nữa, vậy là cái là bởi vì cái nghiệp của con, cái nghiệp nhân quả của con, cho nên vì vậy mà tu có lúc nó dễ dàng, có lúc nó khó khăn. Yeah. À, cho nên vì vậy mà con nhớ cứ theo cái pháp như lý tác ý này là con tác ý riết nó dễ dàng. Chứ còn nhiếp tâm riêng có cái định niệm hơi thở mà nhiếp tâm á, thì có khi được mà có khi không được, nó làm cho con rất khó khăn. Còn con cứ cái pháp như lý tác ý này mà con tác ý, con đuổi hết những cái ác pháp ly tham sân si trong tâm con cho sạch, cứ dùng tác ý thôi. Rồi con ngồi bất động yên lặng để giữ cái tâm bất động thanh tạng là như sự của mình thôi.
có vậy thôi. Thì con tu vậy thôi chứ đừng có chuyên vào một cái pháp như hơi thở rồi. Con có bữa thì con dùng cái hơi thở nó vô tích rất tốt, nhưng mà có bữa nó không tốt. À, thôi con đừng có tu tập nó như vậy đó, bữa tốt bữa xấu, bữa tốt xấu nó không thành thuần đâu, mà nó lại trở thành xấu á, nó thành cái thói quen rồi nó dậm chân tại chỗ mất đi, thấy không? Cho nên bây giờ đặt chữ nhiếp vậy đó là tạ tâm con thôi, tại vì cái đặc tướng của con vậy, thấy không? Tu riêng như mấy quý thầy này được, quý thầy nó khác con. Rồi rồi vậy đó là được rồi con. Thanh định con, còn cần thầy sự nhiếp tâm con ra sao con? Phật thưa thầy, con ấy về cái phần nhiếp tâm con thì mấy ngày trước thì con không có kinh nghiệm lắm, cho nên từ cái chỗ con không có coi như là mình không có nắm được cái kiến thức mà để đi vào cái con đường hơi thở của mình, mà hiện tại giờ đó là trong cái tuần lễ này á thì con mới thấy được cái kinh nghiệm của mình, mà con nhiếp tâm theo cái hơi thở của mình, thì tức là lấy cái trí của mình lúc nào mình cũng kiềm chế đó, kiềm chế lúc nào cũng đi theo, nó không buông lúc nào á. Thì theo con thấy thì con thì lúc đầu thì con chỉ có 15 phút thôi, nhưng mà sau thì con thử thời, con thử một thờ hai thờ thì con thấy hai thờ đó là được, nhưng mà có thờ thứ ba thì con học không được, tại vì cái thờ buổi chiều công phu chiều với công phu đầu hôm thì được hết á, còn công phu của 4 giờ thì không được. Thì bởi vì công phu đó nó làm như cái mình nó còn cái nó còn có hơi cái hồn trầm, làm như nó còn hồn trầm không, không được cái đó. Mà con vẫn thấy con tỉnh, nhưng mà khi mà vô ngồi chừng 10 phút là lát nó có cái niệm thở. Cho nên từ chỗ này con cố gắng tu tập trở lại, con cũng cố gắng dữ lắm mà chưa được. Các con có cái sự mà thầy hướng dẫn cho muốn nhiếp tâm và an trú cho một cách cụ thể thì mình tập trung vào cái nhận biết của mình, mình tập trung ngay ở chỗ mình biết rõ ràng cái hơi thở của mình đang thở ra thở vô một cách cụ thể rõ ràng và cho nên vì vậy mà coi như là mình nhìn vào cái chỗ mà cái hơi thở mình đang ra vô cái chỗ nào đó, mình nhìn tập trung cho kỹ cái chỗ đó, rồi mình dẫn cái pháp tác ý mình theo nó thì mình sẽ dẫn được. Ráng tập thấy có kết quả cũng khá tốt rồi, là vì bây giờ nó có thể nhiếp tâm được chứ không phải là không được, nhưng mà đừng có vội tăng lên 15 phút để tập cho nó thuần thục đã, chứ vội tăng lên 30 phút thì mình thử cho mình biết vậy thôi, chứ mình thấy cái khả năng của mình bây giờ nhiếp như vậy đó mà cố gắng cho nó đừng có niệm khởi nữa thì nó bị ức chế. Mình phải tập cho nó thuần thiệt thuần, nó quen với trong 30 phút hoàn toàn, coi nó rất là dễ dàng, nghĩa là mình tu hồi nào mình thấy cũng dễ dàng được, đạt được cái chất lượng 30 phút không có niệm xẹt, thì chừng đó mới tăng lên, mới bảo đảm, con hiểu không? Còn mà nếu mà mình còn đang dụng công trong 30 phút, còn đang cố gắng bằng cách này bằng cách kia để cho nó đừng có niệm á, thì như vậy mình tăng lên là mình mất căn bản. Nhớ vậy thì con nếu mình ngồi mình định như hơi thở á, mình có cần phải co cái lưỡi lên không, hay là mình để tự nhiên con đừng dạ, co lưỡi lên co dạ. Lưỡi lên để trên đất giọng đồ này kia đó là cách thức, cũng là ức chế đó. Dạ. Để rất tự nhiên thôi. Dạ, theo thì con thấy mình bây giờ là mình co lưỡi lên thì nó hay bị chảy nước dãi. Thử ra rồi con cũng có nhiều lần con cũng co lưỡi lên, nhưng mà mình thấy chảy nước dãi hoài thì nó cũng hơi khó lòng. Con định hỏi thầy thử coi nó đúng hay sai để rồi mình tu tập nó dễ. Thôi mình để tự nhiên con. Ở đây thì cái đó là cũng là qua cái kinh nghiệm của các tổ sư. Dạ. Họ để lại, họ dạy đó, để cho mình nhiếp tâm đó, nhiếp tâm cho đừng có vọng tưởng đó. Là do đó họ phải co lưỡi lên, họ để trên nóc giọng rồi đó. Dạ. Thì nó có cái sức tập trung gom chứ không có gì. Nhưng mà mình để tự nhiên để cho mình dùng cái pháp như lý, bởi vì họ các tổ sư ngày xưa họ không có cái pháp như lý tác ý. Còn mình có cái pháp như lý tác ý, mình sử dụng cho cái ý của mình nó hoàn toàn nó hoạt động ở trong cái câu tác ý. Dạ, một cụ thể, cho nên vì vậy mà ráng tập đúng theo cái phương pháp của Phật dẫn tâm vào đạo đó. Dạ, một mình cứ dẫn nó thôi. Đúng hơn thì con giờ con thấy thì như thầy nói thôi, giờ con cũng trở về con tu 15 phút. Này thì con thấy con tu 15 phút nó rất đạt kết quả. Nhưng mà nó đúng hơn có cái là cũng mình phải nói cho rõ là cái 4 giờ khuya thì là cái giờ đó là rất là khó lòng. Cho nên từ chỗ con cũng cố gắng tu tập lại. Tu tập lại trong 4 giờ khuya con thấy nó hay bị hôn trầm. Thì con đi kinh hành con vừa nhiếp tâm ở trong cái hơi thở con mà con đi.
thì nó sẽ phá đi, chứ còn nếu mà mình ngồi đó là mình chống lại không được đâu. Chứ giả lại mình cũng chưa phải là lúc mình phá hôn trầm thì miên, mà lúc này là lúc con nhiếp tâm thôi. Thầy, con có một cái điểm nữa mà sao nó con hồi đó giờ sao nó cũng ngộ chứ không có gì hết, nhưng mà theo con bị hôn trầm thì hồi trước thì hôn trầm thì ban đêm thì đã đành rồi, còn cái này thì giờ ban đêm nó không còn hôn trầm nữa, mà nó lại bị là cái khoảng 7:30 nè, chứ tới 8:30 giờ này nè. Dạ, con không hiểu sao mà hồi nào giờ đâu có ngủ cái giờ này, mà sao lại nó bị cái giờ này con không hiểu nữa. Mà con ngồi con chống quá chừng mà cái giờ này mình không có đi được, tại vì ngồi đang học chẳng hạn. Nếu mà nghỉ ở nhà thì còn đi được, còn cái này nếu mình học là không có đi được, mà ngồi tại chỗ đó mà nó muốn gục luôn. Con thấy vô đó mà không có ngủ á. Thật sự ra thì trong cái giờ học, bởi vì cái giờ mà tu á, nó cũng hao sức con rồi. Vì vô giờ học mà giờ này á, thì thầy nói học trò nó thường nó ngủ cái giờ này dữ lắm, chứ buổi chiều nó không có ngủ. Dạ, một Phật đó. Bởi vì nói chung là tại vì khuya nó dậy, khuya nó học, rồi sáng nó vô lớp nó học, thì tức là nó bị buồn ngủ như vậy. Nếu phải khuya nó quất một giấc cho thẳng tét rồi, rồi sáng nó vô nó đâu có ngủ. Con bị khuya thức dậy tu rồi, bây giờ nó tiếp tục lại ngồi học, mà ngồi học nó dễ nữa. Cái ông thầy ổng lại ở trên ông ru ru ổng nói mà dưới này dễ ngủ quá. Cho nên vì vậy đó, thì khi mà cái trường hợp như vậy đó, thì con tác ý, con tác ý bây giờ mình ở trong cái lớp thì không thể nào làm cách nào khác hơn là mình đi kinh hành, phải không? Dạ. Chứ phải kia thì mình đi được, vì trong cái lớp học, cho nên tác ý con dùng cái pháp tác ý để phá nó. À, cái tâm hôn trầm buồn ngủ này nè, tùy miên này phải đi, ở đây không có được mà hôn trầm tùy miên, phải luôn luôn phải tỉnh táo để nghe rõ cái bài học. Thì con nhắc nó vậy, nhưng mà nó vẫn còn chứ chưa hết, mình cứ nhắc nó hoài nó sẽ hết. Giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi hít vô, giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi thở ra, thì con hít vô thở ra, rồi con tác ý con nhắc giới tâm định tĩnh, con nhắc câu cái đề mục đó đó để giúp cho cái tâm mình nó đừng bị hôn trầm đó. Con nhớ áp dụng vào cái câu đó. Thầy dạy trong sách thì con có biết, nhưng con cũng tu tập cái đó hoài luôn. Nhưng mà khi mà thiện tâm mà dạy ở trên đó thì ở dưới này buồn ngủ cái hỏi trả lời, nhiều khi cái con đứng dậy con cũng quên tu luôn, không có nhớ gì hết trơn, bị nó buồn ngủ. Không biết người ta nói gì, người ta hỏi gì mình cũng chưa biết làm sao trả lời được. Dạ. Nó thành ra bây giờ đó còn con chỉ có tác ý để cho nó phá cho được, để khi mà vào cái lớp học nó sẽ không còn cái trạng thái nó buồn ngủ nữa, thì nó mới tỉnh táo được. Con phải thời gian rồi chứ không phải mau được đâu. Cứ hãy vô đó mà cái giờ mà học đó, mà thấy nó buồn ngủ vậy thì con cứ sử dụng con tác ý, cứ sử dụng tác ý trời nhiếp trong hơi thở. Đúng hơn con cái là mình tỉnh táo đó, thì cái gì mình cũng hiểu được, mà trả lời nó cũng rất là dễ dàng. Dễ dàng. Còn khi mà nó buồn ngủ rồi thì cái mình không có hỏi, cái tự nhiên mình quên ngay, chứ mình không có nhớ gì hết. Cái đó chỉ có ông thầy giáo ông lấy cái thước ông gõ cái cho đau thì nó mất, nó tỉnh lại lừa liền. Ơn tội nghiệp thầy sư thiện tâm là có khi cũng nhắc nhở này kia nọ, rồi chỉ dạy những cái điều mà rất là tốt, con cũng rất mừng từ chỗ đó. Nhưng mà cái mà con đứng dậy con trả lời là nó không còn nhớ, coi như là nhớ được khúc quãng nào đó là cái ngưng, không có nhớ như bình thường. Cái tâm nó mờ mà trời. Dạ, nó đi vào cái chỗ không cần tìm yên thì nó mờ mà. Dạ. Cố gắng con, cố gắng có phương pháp hết, nhưng nó có phương pháp để mình đấu trị, bền chí mình đấu trị nó, thời gian sao nó hết. Gia Lộc con, rồi con tu tập làm thầy tốt không? Mà viết quá trời để chắc thầy đọc chắc mệt thầy á. Cái này con tu tập đã hơn chút rồi. Đỡ hơn con. Như vậy là tập kỹ lưỡng hẳn ngoài để cho nhiếp phục được tâm của mình con. Bây giờ đỡ rồi thì ráng tập lên nữa, nhưng mà chưa có tăng nha, tập cho nó thuần, cho nó quen. Cố gắng tập cho nó quen đã, chứ còn con khoan tăng đã. Cho nên trong cái từ cái thời gian của con trong buổi này để buổi khác, có khi tốt có khi xấu, thì ráng những cái thời mà nó xấu thì ráng cố gắng nhiếp tâm cho kỹ một chút con, để sẽ đạt được cái sự nhiếp tâm của mình, cho đạt được, đừng có để một niệm nào xẹt vô nữa hết, thì như vậy là nó mới có chất lượng, chứ còn để có niệm xẹt là nó không có chất lượng. Thầy nhớ chưa? Thôi thì về tu đi, không có gì đâu. Con hỏi thầy, con hỏi xin thầy
việc này. Như nếu như mà con định niệm hơi thở không á, con không có chú tâm đến đuổi bệnh á, thì cái nhiếp tâm con nó nhiều khi nó bị vọng tưởng hẹp vô. Nếu mà con có tác ý để đuổi bệnh luôn á, thì nó nhiếp tâm nó dễ lắm, nó không có bị vọng niệm hẹp vô. Cho nên cái bệnh thần kinh mà hôm trước con bị tái bị đua hoài á, thì bây giờ nếu mà con nhiếp tâm như vậy trong 30 phút thì cũng không có vọng niệm, mà chỉ định niệm hơi thở đó, để biết hơi thở ra hay thở vô không á, thì nó có dụng niệm chẹp vô. Như vậy trường hợp vậy là con áp dụng con đặt vô thường xuyên như vậy có được không? Được con, được, đâu có gì đâu. Bởi vì thân của con á, là cái thân nó đang có bệnh, phải không? Mà con đuổi bệnh để rồi nhiếp tâm và đuổi bệnh thì nó lại nhiếp tâm được càng tốt chứ có sao đâu. Cho nên cái ăn đua ở chỗ nhiếp tâm của con, mà con thay đổi pháp, thay đổi pháp như lý tác ý gì. Bởi vì câu tác ý đuổi bệnh nó khác, mà câu mà nhiếp tâm trong hơi thở nó khác con. Cho nên chỉ nó có khác, chứ cái phần nhiếp thì nó giống, nhưng cái phần tác ý thì nó khác thôi. Nhưng mà nhờ như vậy nó mới cái thần kinh của con dưới cái sự nhiếp tâm của con nó không bị rối loạn nữa. Nó thấy nó đỡ hơn, nhiếp phục được hơn. Thì như vậy là qua cái kinh nghiệm bản thân của mình thì con phải sử dụng như vậy mà tu tập. Chứ nó không có sai đâu con. Không, đúng, không tốt chứ không có gì đâu. À, cho nên về mà tập đi. Dạ thưa thầy, mỗi thầy quy định là mỗi cái thời vậy là 3 tiếng hồi, chỉ tập nửa tiếng thôi, nhưng mà cái nửa tiếng đó con cũng cái thay đổi nhiều cái pháp tập khác nhau, như có khi là nhiều khi là như ban đêm con đi là thân hình niệm con cũng nhất tâm trong cái bước đi, con cũng tác cái như vậy cũng được con, không phải sao. Bởi vì cái pháp thân hình niệm mà con sử dụng cái câu tác ý nó để mà nó đúng là cái chỗ mình nhiếp tâm với đuổi bệnh thì cũng được, đâu có sao đâu. Bởi vì thân hình niệm nội hay ngoại nó cũng y nhau hết. Mình sử dụng cái đối tượng để mà tu tập đó là thân hình niệm, nhưng mà câu tác ý đó tùy theo cái chỗ ấy mình tác ý, cho nên thấy nó có khác. Cái sự thật là con đi cũng như con ngồi hít thở chứ không có gì, nó là thân hình mà, con hiểu không? Cho nên nó không có khác gì hết. Nhưng mà thân hình nội là tại vì nó rung động, nó hoạt động ở trong nội thân, mà thân hình hoại là bước đi hay cánh tay đưa ra vô là nó hoại, nó nhẹ nhàng hơn, nó không bị rối loạn hơn. Còn cái thân hình nội là cái hơi thở nó dễ rối loạn ở nội tạng của mình, cho nên nó sai một chút là nó rối loạn. Còn bây giờ mình thay đổi có cái câu tác ý, còn cái thân hình niệm là mình lấy nó ở nội hơi thở hoặc là cái bước đi của mình đều là được hết, đâu có sao hết. Bây giờ mình đâu có tu mà mình thở nó chậm dài đâu, mình lấy bình thường nó làm sao nó rối loạn mình được, con hiểu không? Chứ bây giờ thầy bắt con mà thở dài từ 1 phút 2 phút một hơi thở thì nó sẽ rối loạn hơi thở, nó gây ra ảnh hưởng ở trong nội tạng của con, nó làm trật cái nhịp của nó đi. Còn bây giờ thầy lấy hơi thở bình thường con thì như cái hành động đi của con vậy thôi, có gì đâu. Thầy đâu bắt con chạy đâu mà mệt. Mà thí dụ như bây giờ thầy bắt con chạy đi, mà bắt con tu theo kiểu mà con chạy thì nó làm cho con phải vận dụng cái sức của con để mà chạy thì con lại mệt, con hiểu không? Cái người chạy phải mệt thôi, còn người đi nhẹ nhàng thư thả làm sao mệt được, tức là bình thường. Đó, cái thân hành niệm á, mấy con thấy như cái hơi thở mà bắt mấy con thở chậm, chỉ chậm từ 1 phút đến 5 phút một hơi thở thì mấy con sẽ mệt. Mà giờ mà nếu đi kinh hành đi đó, đi một cái thân hình hoại, mấy con đi kinh hành mà giờ thầy không cho con đi mà thầy bắt phải chạy tốc lực, do đó thì con chạy một vòng con bắt đầu hả họng thở rồi. Có phải mệt không? Nó không đúng với cái bình thường của nó, rồi cho nên nó phải mệt. Chứ bây giờ thầy bác con đi một vòng chùa này đi, con đi một vòng mà đi thư thả con thấy không có mệt, mà thầy bác con chạy một vòng này mà chạy cho thiệt nhanh đi thì còn mệt, có đúng không? Nó sai khác rồi. Cho nên ở đây thầy dạy mấy con lấy cái bình thường chứ không phải là lấy cái bất cập của nó, lấy một cái mà sai cái nhịp của nó đi, thì do đó thì mấy con đừng có sợ, không có gì đâu, nó bình thường là sao nó sai con được mà sợ. Tập cho này nó đúng rồi, không có sao đâu, chỉ có cái pháp tác ý để nó đối trị với cái bệnh của con, và đồng thời nó sẽ phục hồi lại cái thần kinh của con, con sẽ bình thường, không còn có cái bệnh thần kinh nữa. Hôm trước cái con tập là nó hát mấy bữa rồi con không có tác ý đuổi nữa, nó bị lại. Ngay từ hôm đó nay con về cứ tới vô giờ tập là con vừa nhiếp tâm vừa đuổi nó luôn, thì nó hát mà dậy ngủ đúng giờ lắm, với ăn cũng không có muốn ăn nhiều như lúc trước nữa, là không thấy cơ thể mình nó thay đổi nhiều mà không thấy nó đó. Sự giữ sử dụng vậy đó là hay đó, con biết áp dụng
biết áp dụng để mà đối trị cái bệnh thân của mình, và biết áp dụng nó để mà nhiếp tâm, để mà tu cái pháp đó mà. Vậy là tốt rồi con. Thì con thấy đó là những cái kết quả để dẫn dắt cho mình tu, để mà được làm chủ thân tâm của mình. Thì cái sự nhiếp tâm này nó cũng là cái mục đích của mình, để tập sau này để mình luyện được cái nội lực, để cho mình làm chủ được sự sống chết của mình, chứ không gì. Nó đi từ cái căn bản của nó. Cho nên con áp dụng vào cái thân bệnh của mình mà tu tập cái pháp như lý đắc ý á, nó vậy nó hay chứ, nó gì, con giỏi lắm à. Mà không, thầy then Phật mà, người nào mà đối trị được cái nghiệp của mình mà giới ở trong cái pháp như lý đắc ý là khéo léo thiện xảo lắm đó, là đối trị được, nó đem lại sự bình an cho mình là đáng khen. Chỉ có mình tìm cách để cho mình phục hồi cơ thể của mình, chỉ có mình tìm cách để cho mình hợp với cái đặc tướng của mình, để cho mình nhiếp phục tâm được của mình được. Đó là mình phải khéo léo thiện xảo lắm rồi. À, cái thế này chưa được thì mình phải chuyển qua thế khác, không thể nào mà tu chung chung. Bởi vì thí dụ như thầy đưa con pháp một pháp chung chung cho mọi người đều tu tập chung, thì người này sẽ nhiếp được mà người khác sẽ bị bệnh đó. Bởi vì cái pháp tu nó phải theo cái đặc tướng của mọi người, coi vậy chứ mọi người nó có cái đặc tướng riêng. Cho nên bây giờ các con cứ nhìn đi, ở trong cái lớp học của chúng ta bao nhiêu người thì bao nhiêu cái gương mặt nó không giống nhau người nào hết, thì mọi người đều có cái đặc tướng nó cũng vậy đó, nó không vậy. Mặt con là sao giống mặt quý thầy được, mà giờ quý thầy người nào cũng có cái dáng riêng nhau hết à. Bây giờ 1 triệu người ngồi đây cũng có dáng riêng nhau hết, không có người nào mà nói giống nhau. À, bây giờ thí dụ như cái mặt thầy với con giống nhau nè, mà thầy có cái mút ruồi thầy cũng khác con rồi, chứ vừa nói có phải không? Dạ phải. Nó đâu giống nhau được. Bây giờ thầy nói như thế này, thầy với con giống nhau hết, hoàn toàn giống thật, giống thiệt giống, nhưng mà lỡ thầy làm gì đó không có cái thẹo thầy cũng khác con. Thấy không, nó chỉ có một chút xíu thôi nó cũng phải khác rồi. À, người ta muốn phân biệt được thầy với con thì người ta thấy thầy có cái thẹo thì biết thầy, mà con không có cái thẹo biết con, có phải đúng không? Đó là khác đó. Cho nên vì vậy mà thật sự ta hay thiệt, cả dạng cái gương mặt mà cái nhân quả nó nắng thật khéo, người nào không giống người nào hết. Các con thấy cái quy luật của nhân quả nó ghê gớm thiệt. Do đó cái tâm tính của chúng ta nó cũng sai khác từng chút ở trong đó. Một người sân ầm ầm mà người sân thì coi như không có ầm ầm gì hết, nó khác. Nó cũng là cái đặc tướng sân, mà kẻ sân dày kẻ sân khác, mà nó cũng vô lượng cái sân của nó, cái trạng thái sân của nó, chứ nó đâu có giống nhau. Mà chúng ta nghe nói sân thì chúng ta tưởng nó giống nhau, chứ thật người dày kẻ khác ở trong đó. Bởi vì cái gương mặt chúng ta nó khác thì cái tâm sân của chúng ta nó cũng khác nhau, nhưng mà nó thuộc về là tâm sân. Thầy nói như vậy để mấy con thấy là cái sự tu tập nó qua cái rút tỉa từ cái bản thân của mấy con. Cho nên Đức Phật nói các con từ thấp đuốc lên đi. Ông Phật ổng đi qua cái đặc tướng ổng, chứ ổng đi qua cái đặc tướng của mấy con sao được. Cho nên mấy con phải tự thắp đuốc lên đi. Cho nên cái pháp Phật nó thực tế, nó cụ thể là vậy. Nó không phải bắt buộc ai cũng phải làm một rập khuôn như vậy hết. Thành ra con về tập như vậy là tốt rồi. Thầy tin rằng con sẽ đối trị được bệnh con này, mà con sẽ làm chủ được sự sống chết này. Con có tin con không? Dạ con tin. À, như vậy là được đó. Chứ mà con nói tôi chắc là làm chủ không được, bây giờ tôi về sống ở ngoài đời đi, chứ còn vô đây mất công. Mà ăn ngày bữa con cũng cực nữa. Người ta ăn 3 bữa, mình ăn bữa không quen. Không phải mình dạy thôi. Chính pháp ở thầy thì cũng đồng thời con cũng tin đã nội lực cho người của con. Cho nên cái cả là nó thuốc lá không bỏ hoài không được. Nhưng mà sau này là con dùng cái phương pháp như lý tác ý rồi tác ý nữa. À, giờ con đuổi là con bỏ luôn cái thuốc lá, có lần bỏ là 3 tháng rưỡi 4 tháng hút lại. Bây giờ là con quyết là con bỏ luôn con. Đúng rồi, đó là có ý chí rồi đó. À, bởi vì cái pháp Phật nó hay lắm mấy con, mình có ý chí, mình có nghị lực rồi là bắt đầu mình dùng pháp tác ý. Hồi nó ghiền ghiền nó muốn la nó một tiếng là chết, tao nhất định là không có hút nữa, thì tức là nó chạy. Con về tập đi con.